Ngày 14 tháng 8, Công an huyện Nhân Trạch cho biết vừa phát hiện hai nhóm đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Theo đó, lúc 2 giờ ngày 13 tháng 8, lực lượng công an tuần tra tại Rạch Nò thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân phát hiện ba đối tượng điều khiển một ghe vỏ gỗ đang bơm hút cát trái phép từ lòng sông lên ghe của ông Phạm Văn Bình, sinh năm 1971, trú xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trên ghe có 7 mét khối cát. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng nhấn chìm ghe và nhảy xuống sông bỏ trốn. Sau đó, lực lượng đã phong tỏa hiện trường và thuê đơn vị trục vớt phương tiện bơm hút cát. Tiếp đó, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra phát hiện tại khu vực Đầu Voi thuộc ấp Bình Phú có 7 đối tượng bơm hút cát lên ghe vỏ gỗ của Trần Thanh Sơn, sinh năm 1991, trú xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Khi bị phát hiện, các đối tượng chống trả quyết liệt, nhấn chìm ghe, nhảy xuống sông bỏ trốn. Ngày 14 tháng 8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong lúc kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ Kangin, số 368 Hùng Vương, quận Thanh Khê, vào khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 8, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt các lỗi vi phạm. Cụ thể, chủ cơ sở thẩm mỹ Kangin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở, như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp, hợp đồng thu gom rác thải nguy hại và sổ giao nhận rác thải nguy hại với công ty thu gom, chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở. Đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện một nhân viên dọn dẹp tại cơ sở này đang thực hiện dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách hàng. Ngoài ra, cơ sở thẩm mỹ Kangin không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 200 sản phẩm vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy, filler, botox, sụn mũi, dụng cụ cắt bao quy đầu. Ngày 14 tháng 8, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, xác định nhiều thiếu sót vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, cho thuê đất, quản lý tài chính. Theo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và sao cấp phép xây dựng đối với một số chủ đầu tư dự án, công trình còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép chậm khắc phục. Nhà máy J-Build Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ cao Điện Quang, Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho thuê đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 7 dự án còn hiệu lực đến thời điểm thanh tra. Thanh tra còn xác định việc ký hợp đồng cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê không đúng đối tượng, không đúng hình thức pháp luật quy định, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bất hợp lý, không lập phương án giá đất sát giá thị trường để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Từ kết luận thanh tra, Chánh thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cơ bản thống nhất chỉ đạo giao trưởng ban quản lý khu công nghệ cao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm vi phạm, đồng thời phối hợp với thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, chấn chỉnh khắc phục ngay, xử lý nghiêm, dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trong khu công nghệ cao. Chiều ngày 14 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo báo cáo của đoàn giám sát, sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới được bảo đảm đầy đủ theo đúng lộ trình quy định. Nội dung sách giáo khoa cơ bản đã đáp ứng yêu cầu được đổi mới theo hướng tinh giản, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, việc thẩm định tiếp thu chỉnh sửa một số sách giáo khoa chưa chặt chẽ, dẫn tới chất lượng chưa bảo đảm, còn nhiều lỗi, nội dung thiếu chính xác, văn phong chưa chuẩn mực ở nhiều sách giáo khoa, nhất là với sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, khoa học tự nhiên lớp 6 và lịch sử lớp 11. Đáng lưu ý, việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cũng có bất cập. Ở một số địa phương, việc lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa còn thiếu sót, như Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ rõ là Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Việc lựa chọn nhiều bộ sách giáo khoa tạo ra khó khăn trong khâu đặt hàng, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa trước năm học mới.
Sự khác biệt về nội dung, cấu trúc trong mỗi bộ sách gây khó khăn cho việc ra đề thi chung. Học sinh chuyển trường phải mua lại sách giáo khoa, khó tiếp cận kiến thức. Ngày 14 tháng 8, ghi nhận tại khu vực chung cư Đặng Thái Thân, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài phía ta luy âm. Theo phản ánh của người dân, khu vực này xuất hiện sạt lở từ đầu mùa mưa năm nay. Đến cuối tháng 6 năm 2023, tình trạng nứt bờ ta luy xuất hiện ngày càng nhiều. Tại hiện trường, bờ ta luy xây bằng đá chẻ phía dưới chân chung cư Đặng Thái Thân có chiều cao hơn 5m, dài khoảng 30m xuất hiện các vết nứt. Trong đó một đoạn đã bị nghiêng, gác lên công trình nhà dân phía dưới, gây hư hỏng công trình. Đáng chú ý, các vết nứt có nguy cơ uy hiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống phía trên chung cư Đặng Thái Thân, vốn đã được xây dựng từ lâu. Trước đó, cách các vị trí nứt ta luy không xa, cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã có một đợt xử lý sạt lở tại chung cư Đặng Thái Thân với chi phí 790 triệu đồng. Ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Nhân Trạch đang tạm giữ để điều tra một nhóm đối tượng có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8 năm 2023, Công an nhận được tin báo của người dân tại Bảo hiểm xã hội huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai về việc có một số đối tượng nghi vấn sử dụng giấy tờ giả để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội. Qua kiểm tra, Công an phát hiện bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1996, thường trú xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa; Vũ Văn Hoang, sinh năm 1990, thường trú xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Phan Thị Giang, sinh năm 1995, thường trú xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai; và Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1998, thường trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đang thực hiện hành vi gian lận trong nhận tiền bảo hiểm, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Quá trình làm việc, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chiều ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Trạng, sinh năm 1991, thường trú tại số 06, đường Phan Đăng Lưu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, tạm trú tại phường 3, thành phố Bạc Liêu, để điều tra làm rõ tội giết người. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 8, Nguyễn Trung Trạng cùng với 4 người bạn đến quán bar trên đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, nhậu tại bàn VIP 3. Cùng lúc đó, một nhóm khách khác nhậu tại bàn VIP 6. Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trạng đã dùng dao đâm Nguyễn Tứ Vinh, sinh năm 1982, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi nắm được thông tin, đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, đã trực tiếp gọi điện thoại cho Trạng, vận động đối tượng quay về Bạc Liêu đầu thú.